quần chúng ơi, mỗi người đều có một định phận riêng biệt. Nhưng có lẽ ai cũng có lần chẳng giờ gì yêu. Tôi với nàng tâm sự giống như nhau, tôi cũng có lần chàng giờ yêu. Người ấy đã ra đi, đã quên những lời ước hẹn buổi sờ nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.